Vào ngày lễ tình nhân năm đó, ngày 14 tháng 2 năm 2011, Ronaldo de Lima nói lời chia tay sự nghiệp sân cỏ. Những giọt nước mắt không chỉ lăn trên khuôn mặt anh mà còn thổn thức trong trái tim của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới. Có lẽ phải rất lâu nữa, hoặc cũng có thể là không bao giờ, người hâm mộ bóng đá mới được chứng kiến một người ngoài hành tinh, một mũi tên vàng xuyên phá mọi hàng phòng ngự, hay đơn giản chỉ là một chàng răng thỏ, gã béo với bản năng sát thủ ghi bàn. Với tài năng thiên bẩm, Ronaldo dường như sinh ra để chơi bóng. Và với những người hâm mộ môn thể thao vua, tiền đạo người Brazil đơn giản là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất, là độc nhất vô nhị. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại sự nghiệp đầy dẫy vinh quang và cũng không thiếu những nuối tiếc của chàng tiền đạo đã từng khuynh đảo cả thế giới bóng đá. Ronaldo de Lima lớn lên trong một gia đình nghèo tại vùng ngoại ô của Rio de Janeiro. Như bao danh thủ bóng đá Brazil khác, anh được làm quen với bóng đá đường phố từ thuở ấu thơ. Và cũng như nhiều huyền thoại bóng đá người Brazil khác, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên. Sau khoảng 3 năm chơi bóng tại São Cristóvão, một đội bóng hạng 2 ở Brazil, Ronaldo quyết định đến thử việc tại đội bóng yêu thích của mình là Flamengo, nơi thần tượng Zico của anh đã trở thành huyền thoại. Khi ấy thì ai cũng nghĩ với tài năng thiên bẩm của mình, tiền đạo người Brazil sẽ dễ dàng được nhận vào Flamengo ở kỳ tuyển chọn năm 1992. Đáng tiếc là kịch bản ấy đẹp nhưng nó đã không xảy ra. Ronaldo khi ấy do quá nghèo nên đã không đủ tiền để mua vé xe buýt. Hệ quả là anh phải đi bộ và đến muộn buổi tuyển chọn. Trên đường đi bộ về, anh còn bị thó mất cái đồng hồ đeo tay. Thế là quá đủ đối với trái tim mong manh của Ronaldo và anh quyết định cạch mặt Flamengo, từ đó rồi gia nhập Cruzeiro. Trong mùa giải duy nhất thi đấu tại Cruzeiro, anh ghi được 58 bàn sau 60 trận đấu, trong đó có một trận anh ghi đến 5 bàn. Thành tích trên của Ronaldo đã góp phần không nhỏ giúp đội bóng có biệt danh là bầy cáo vô địch cúp quốc gia. Với hiệu suất ghi bàn khủng như trên, Ronaldo xứng đáng với một suất tham dự World Cup 1994 trong màu áo của đội tuyển Brazil. Dù không được ra sân bất kỳ trận đấu nào trên đất Mỹ, nhưng Ronaldo đã được chú ý của rất nhiều đội bóng tại châu Âu. Và PSV Eindhoven đã nhanh tay có được anh với một bản hợp đồng trị giá 4 triệu bảng. Đây cũng chính là bệ phóng đưa Ronaldo vươn đến đỉnh cao. Mùa giải đầu tiên thi đấu cho PSV Eindhoven, tiền đạo người Brazil ghi 35 bàn sau 36 trận. Trong đó, anh ghi được tới 30 bàn sau 33 trận ở giải vô địch Hà Lan, trở thành vua phá lưới của giải đấu khi mới chỉ 18 tuổi. Ở mùa giải thứ hai, anh bị chấn thương và chỉ ra sân 21 trận, nhưng vẫn ghi tới 19 bàn thắng, giúp PSV vô địch cúp quốc gia Hà Lan. Khi ấy, Inter và Barca đều bày tỏ mong muốn chiêu mộ Ronaldo, nhưng cuối cùng thì Blaugrana là những người thắng cuộc và có được sự phục vụ của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử. Gia nhập đội chủ sân Camp Nou vào năm 1996 chính là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Ronaldo. Tại Barca, Ronaldo de Lima đã khẳng định mình là một siêu sao đích thực. Anh đã thể hiện phong cách chơi bóng độc nhất vô nhị với sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa tốc độ và kỹ thuật cá nhân cùng với tinh thần chiến đấu ở mức cao nhất. Cũng chính tại Blaugrana, biệt danh người ngoài hành tinh của Ronaldo đã ra đời. Trận đầu tiên chơi cho Barca ở siêu cúp Tây Ban Nha, Ronaldo đã ghi 2 bàn thắng giúp đội bóng giành chức vô địch. Ngay trong mùa giải đầu tiên, cựu sao PSV đã ghi 47 bàn trong 49 trận, trong đó có 34 bàn ở La Liga, giành danh hiệu vua phá lưới La Liga và đoạt luôn chiếc giày vàng châu Âu năm đó. Mùa giải ấy, Barca không vô địch La Liga, nhưng Ronaldo đã góp công lớn trong hành trình đội chủ sân Camp Nou giành cúp nhà vua Tây Ban Nha và cúp C2 châu Âu. Với những màn thể hiện xuất sắc trong năm đầu tiên chơi cho Barca, Ronaldo đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 96 của FIFA. Ở tuổi 20, anh là người trẻ nhất đoạt danh hiệu này trong lịch sử. Trong cuộc bình chọn cho quả bóng vàng châu Âu, anh về hạng nhì và chỉ thua người về nhất Matthias Sammer 1 điểm. Có tất cả tại Barca, nhưng Ronaldo lại quyết định rời đội bóng để chuyển sang thi đấu cho Inter Milan chỉ sau một mùa giải. Khi ấy, Serie A là nơi hội tụ của những tài năng hàng đầu bóng đá thế giới và tiền đạo người Brazil cho rằng đó mới thực sự là mảnh đất mà mình thuộc về. Nhưng bóng đá Italia thời bấy giờ cũng là giải đấu khắc nghiệt nhất, nơi các hậu vệ chặt chém không thương tiếc những cầu thủ hay đi bóng như là Ronaldo. Gia nhập Inter Milan vào năm 1997 với mức giá 27 triệu bảng, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó. Cuối năm 1997, Ronaldo đạt tới tột đỉnh vinh quang khi thu về hàng loạt danh hiệu cao quý. Anh được FIFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1997 và đoạt quả bóng vàng châu Âu trong cùng năm đó. Nói đến Ronaldo, chắc chắn chúng ta phải kể đến kỳ World Cup 1998 không thể nào quên của anh cùng với đội tuyển Brazil. Thế giới bóng đá trông chờ cựu sao Barca thể hiện được đẳng cấp tại giải đấu lớn nhất hành tinh và anh đã thực sự đáp lại kỳ vọng ấy bằng màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Ronaldo được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải quả bóng vàng World Cup, ghi 4 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo. Tại trận bán kết giữa đội tuyển Brazil và Hà Lan, trận đấu được cho là hay nhất trong các kỳ World Cup, Ronaldo đã ghi một bàn thắng quan trọng. Nhận được đường truyền của Rivaldo trong sự kèm cặp của Philippe Cocu và Frank de Boer, Ronaldo đã khéo léo đẩy bóng luồn qua hai chân của Edwin van der Sar rồi đưa bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ dàn hảo thủ Hà Lan. Nhưng đến trận chung kết với đội tuyển Pháp, vì một dấu hiệu không tốt về thể trạng, truyền thông cho rằng Ronaldo sẽ ngồi dự bị, nhưng cuối cùng huấn luyện viên Zagallo vẫn cho anh đá chính. Tiền đạo người Brazil đã thi đấu như người mất hồn và Brazil thua đậm Pháp với tỷ số 0-3. Cho đến nay, sự suy sụp nặng nề của Ronaldo trước và trong trận đấu trên vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp chính thức và được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của đội tuyển Brazil tại trận chung kết năm 1998. Quay trở lại Inter Milan, Ronaldo tiếp tục ghi bàn đều đặn cho Inter, nhưng thời kỳ này anh bị dính nhiều chấn thương dai dẳng. Ngày 21 tháng 11 năm 1999, trong trận đấu giữa Inter với Lecce, anh bị chấn thương đầu gối và phải nghỉ gần 5 tháng. Chính chấn thương xương đầu gối nghiêm trọng này là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt các chấn thương đầu gối mà sau này Ronaldo phải gánh chịu. Đến ngày 12 tháng 4 năm 2000, trong trận gặp Lazio tại Coppa Italia, mới vào sân được có 4 phút nhưng Ronaldo đã ngã gục xuống sân. Chấn thương này đã khiến cho Ronaldo ở tuổi 24 phải xa rời bóng đá gần 2 năm. Những tưởng việc rời xa sân cỏ quá lâu sẽ khiến cho Ronaldo không còn duy trì được phong độ, thì đến World Cup 2002, anh đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Anh trở lại với phong độ ấn tượng để giúp Brazil vô địch thế giới khi ghi 8 bàn thắng. Nhưng đó có lẽ cũng là đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp của cựu sao Barca, bởi sau giải đấu này, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Liên tiếp những chấn thương cùng việc không thể kiểm soát cân nặng đã khiến cho Ronaldo không còn duy trì được đẳng cấp vốn có trong màu áo của Real Madrid hay AC Milan sau này. Anh vẫn ghi được nhiều bàn thắng, vẫn có những khoảnh khắc để đời như cú hat-trick vào lưới của Man United mùa 2002-03, nhưng giới chuyên môn nhận định rằng anh chỉ còn khoảng 70% năng lực mà thôi. Năm 2011, Ronaldo quyết định giải nghệ và lời tâm sự của tiền đạo người Brazil có lẽ cũng là lời kết đẹp dành cho video này. Những chấn thương khiến tôi cảm thấy khó khăn trong mọi thứ, từ việc thở cho tới đi lại. Khi ấy tôi hiểu mình đã đi đến chương cuối cùng của sự nghiệp rồi. Bạn biết điều gì khiến tôi cảm thấy mãn nguyện nhất cuộc đời này không? Đó là khi được nghe những Messi, Cristiano Ronaldo hay Ibrahimovic nói rằng tôi là người truyền cảm hứng, nghe họ kể về những kỷ niệm xem tôi thi đấu. Vậy nên, tôi sẽ nói lời cuối trước khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ như thế này nhé. Tôi đã được sống trọn vẹn với giấc mơ của mình, một cuộc sống rực rỡ những sắc màu, và thật sự thì không nhiều người có được điều ấy.